ấn đít ra, ấn được sao? Bóp mạnh nha, bóp mạnh. Được chưa? Bóp mạnh. Đoàn gia đình nhà chúng tôi đang chuẩn bị vào chùa Tam Chúc. Bóp dưới ấy. Khực. Đây là một ngôi chùa nằm trên cái mặt hồ nha, lổi trên mặt hồ nha. Không vấp vấp. Đây đang vào chùa nhá. Khu chùa của nó Tam Chúc. Rộng 3 mét vuông. Xếp vào, xếp vào.
hai hàng thôi. À và hụt thằng cụt cả. Đây đi đây. Đây rồi đây đây rồi đây đi. Tôi nhìn. Đây, ghé vào chùa hả? Dưới lên kia.